People from all over Vietnam came to Liloi. Even veterans of old forgotten wars and boys barely old enough to carry weapons. Liloi needed to use the momentum of the rebellion to deal a decisive blow to the Ming forces. The rebel army would strike at the old capital of Hanoi. We will need more men to besiege Hanoi. We have to find the mountain rebels and ask them for support against the Ming. Điện hạ có gì sai bảo? Có tiểu nhân. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xông lên. Giết. Các quân đệ. Giết. Đã rõ. Before we can attack Hanoi, we should secure some resources. There is a rice paddy to the west under Ming control. Let us take it back. Các quân đội, giết! Thank you.
sincerely thank you, my lord. We are now free from Ming oppression. We will supply you with food from now on. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiến công. Xin phụ mệnh. Đánh đẩy. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân. Xông lên. Giết. Tiến công. Các quân đội. Giết. Xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Các quân đội giết. Xông lên. Giết. Tiến công.
Watch out! Sink these ships before they can do too much damage. That would I give so long! Give. Đây, giết! Tiến công! Sống lên! Giết! Tiểu nhân làm ngay! Tiểu nhân đã rõ! Có tiểu nhân! Tiểu nhân làm ngay! Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân đã rõ! Các quân đệ! Giết! Xin tuân lệnh. Sống lên! Giết! There has been an attack here. Hopefully the farmers are still alive. Tiến công! Các quân đệ! Giết! Tiểu nhân đã rõ. Các quân đệ, giết! Làm ngay. Tiến công. Xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay. Liloy has come to save us. If you need more help, there are Ming deserters nearby that might join you. Bái kiến điện hạ. Bái kiến điện hạ, lão nhân xin làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Có tiểu nhân. Các quân đệ, giết! Lão nhân xin chờ lời. Bái kiến điện hạ, dân phu. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo?
phu. Dạ bẩm, có dân nữ. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Điện hạ có xe bảo. Thảo dân xin chờ lời. Dân phu. Thảo dân đến ngay. Thảo dân đã rõ. Tung mệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đến ngay. Xin phụng mệnh. Xông lên. Giết. Xin tuân lệnh. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân phu. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu.
Lão Nhân xin chờ lệnh. Dân phu. Dân phu. Dân phu. We can use these transports to cross the river. Đúng rồi. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dân phu. Dân phu. Liêu phu. Dân nữ xin chờ lại. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dạ bẩm, có thảo dân. Tiều phu. Có tiểu nhân. Xin phục mệnh. Tiểu nhân đã rõ. We fight for you, mighty Leloy. If you need a healer, seek out the one called the Turtle Monk. Có tiểu nhân làm ngay. Leloy has come. We will help you, Leloy.
Use these buildings as you please. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo? Xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dân nữ xin chào lại. Dân phu. We have found a map that shows us where to find the turtle monk. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. We fight for mighty Li Loi. Blessings upon thee. I am the Turtle Monk, healer of the mountain rebels. Bring me to the lake in Hanoi, and I shall reward you. Dạ bẩm, điện hạ có việc chỉ giao. Mần tăng xin đi lạc ngay. Đúng vậy. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu. Thank you.
young sinh trở là đều phô. Hạ có gì sai bảo. Xin phụ mệnh, tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo tuân lệnh. Dạ bẩm có thảo nhân. Nhân phu. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân là ngay. Có thể nhân sống lên. Let's go.
đợi. Giết. Đi hạ có chuyện sẽ bảo. Không lên. Giết. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Tiều phu. Destroyed one of the Ming castles. Burn the other one to the ground as well. Bấm chân thua ông điện hạ. Đúng vậy. Sức của mình. Cánh đợi.
Hanoi was captured, and now all of the southern Ming occupation forces were cut off from China. The Chinese emperor was furious with the failure of his generals. Therefore, he sent his most capable general, Wang Tong, to Vietnam. Wang was a veteran of many wars against the nomads of the north and a brilliant tactician. If anyone would be able to challenge Le Loi, it would be him.